Chào mọi người, ai cũng mong muốn cây trồng của mình xanh tốt, khỏe mạnh đúng không nào? Vậy làm thế nào để đạt được điều đó? Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm tuyệt vời. Abiu Vua Re Ati, phân tưới gốc đậm đặc. Sản phẩm này không chỉ bổ sung dinh dưỡng cho cây, mà còn bơm cho bộ rễ phát triển cực mạnh nữa đấy. Với công thức đặc biệt, Abiu Vua Re Ati thẩm thấu nhanh chóng, giúp cây hấp thụ dưỡng chất tức thì. Bạn sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt chỉ sau một thời gian sử dụng. Cây xanh mượt, rễ khỏe, cho năng suất cao hơn hẳn. Điều mình thích nhất ở sản phẩm này là sự tiện lợi. Không cần pha trộn phức tạp, bạn chỉ cần tưới trực tiếp vào gốc cây là xong. Dễ dàng, nhanh chóng mà hiệu quả thì khỏi bàn. Hãy để Abiu Vua Re Ati trở thành người bạn đồng hành cùng bạn trên con đường chăm sóc cây trồng. Trải nghiệm ngay hôm nay và cảm nhận sự thay đổi nhé. Để tìm hiểu thêm thông tin, các bạn truy cập vào trang web dublend.vn nha.